Chào các bác nhá. Các bác thông cảm mà tôi làm video trong điều kiện là nó hơi tối một chút. Nhưng clip trước tôi có nói là đến cái clip sau thì tôi sẽ test thử cái USB bản quyền tiếng gà đồng mấy đêm cho các bác nhá. Thì tôi sẽ test trên cái đầu gọi là đầu AV263B và đôi loa toa 10W thôi. Nhá, đôi loa toa 10W Indonesia. Các bác nghe nhá. Đây các bác thấy nhá. Cái này là chạy ra hai loa. Một bên loa trái, bên loa phải. Hai loa này là tiếng hoàn toàn khác nhau các bác nhá. Tiếng khác nhau và sẽ có đảo cho nhau trong vòng 10 phút hoặc 5 phút thì đấy là sẽ có đảo cho nhau nhá các bác nhá. Cái cơ bản về cái USB này là vậy nhá. Cái này là tiếng gà đồng để cho các bác đánh đêm, đảm bảo nó mang lại hiệu quả kinh tế cho các bác nhá. Đây là cho chạy tiếp này. Đấy. Nó vén cái cành cỏ này. Nó cành cỏ này để mai mở cái cánh. Không mở cánh như này nữa. Rồi các bác nhá, đấy là mấy cái điểm cơ bản của cái USB tiếng gà đồng này. Tôi luôn luôn phải nhắc lại với các bác nhá. USB này là cái USB bản quyền. Đây, 2GB. Trong này là tiếng gà đồng đánh đêm, có một tiếng duy nhất, nó sẽ chạy hết tự động lặp lại nhá. Cái này là các bác mua về là tôi luôn luôn nhắc các bác là chỉ có cắm vào cái đầu âm ly để đánh thôi. Không được cắm vào trong máy tính nhá. Cái USB này USB bản quyền đã được khóa lại rồi. Các bác không sao chép được đâu. Và khi các bác cắm vào máy tính ý, thì nó sẽ làm hỏng tần số, nạc tần số đi. Thì các bác đánh chim sẽ không ăn nữa nhá. Này tôi nói trước với các bác rồi nhá. Rồi các bác nào muốn sở hữu USB tiếng gà đồng này thì vui lòng liên hệ với lại shop Tân Ánh nhá. Theo các đầu số điện thoại này.
Cái này thì là chủ yếu là shop bán kèm theo loa, kèm theo âm ni cho các bác nhé. Đấy, cái này thì là shop liên hệ được với lại bên cơ sở sản xuất tiếng chim chuyên nghiệp, đảm bảo cho các bác đánh kinh tế hiệu quả, giá thành thì rất là hợp lý, có vài trăm nghìn thôi nha các bác nhé. Rồi, xin chào các bác, hẹn gặp lại các bác trong video sau, test thử tiếng rẽ run các bác nhé. Hẹn gặp lại các bác trong video tiếng rẽ run.